Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất, những cảnh báo thiên tai nóng nhất gửi tới quý vị. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Thời tiết miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, trời lại có mưa ẩm do sóng lạnh lịch đông, tình trạng nồm ẩm gia tăng, nhiệt độ giảm 2 đến 3 độ so với hôm qua. Theo đó, thời tiết Hà Nội và các khu vực Bắc Bộ không còn nắng ráo như hôm qua. Nhiệt độ phổ biến khoảng dưới 30 độ, chỉ vài nơi phía Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên Phủ, trời vẫn nắng ráo, mức nhiệt 31 đến 33 độ. Theo các chuyên gia, không khí lạnh hoạt động yếu dần về cường độ trong giai đoạn cuối tháng 3 năm 2024. Rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong thời kỳ nửa cuối tháng 3 năm 2024. Từ tháng 4 trở đi, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm rét hại. Tại khu vực miền Trung, từ Phan Thiết trở ra Đồng Hới thời tiết có nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 30 đến 32 độ. Tại Thanh Hóa và Vinh, đôi lúc có mưa nhỏ. Trái ngược với thời tiết miền Bắc, khu vực Nam Bộ nắng nóng vẫn xảy ra ở nhiều nơi, trong đó miền Đông Nam Bộ có những điểm nắng nóng gay gắt 37 độ như Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh xuống các thành phố ở miền Tây như Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc, Cần Thơ có nắng nóng từ 35 đến 36 độ. Trời nắng mạnh kéo theo chỉ số tia cực tím UV lên cao. Trong khi đó, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên xuất hiện nắng nóng cục bộ tại một số thành phố như Kon Tum, Gia Nghĩa, nhiệt độ cao nhất là 35 độ. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, gần sáng và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng đồng bằng ven biển đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m.
Tình trạng nồm ẩm ở phần lớn miền Bắc nước ta, trừ một số tỉnh thành ở Tây Bắc Bộ, dù vẫn diễn ra vào sáng và tối, nhưng trưa và chiều có nắng nóng nên độ ẩm giảm phần nào. Từ hôm nay đến vài ngày tới, các tỉnh thành miền Bắc có mưa rải rác, trong đó một số nơi có khả năng mưa nhất là Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang. Ở thủ đô Hà Nội, theo dự báo hiện tại, từ nay đến gần cuối tuần sẽ có mưa rải rác, độ ẩm tăng. Đây là kiểu thời tiết mang tính chuyển tiếp trước khi miền Bắc có đợt nắng nóng gay gắt. Dự báo nhiều nơi như Hà Nội, Hòa Bình, Việt Trì có nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C hoặc hơn vào ngày cuối cùng của tháng 3 hoặc trong 1-2 ngày đầu tiên của tháng 4. Đây là đợt nóng khô, độ ẩm giảm mạnh. Ngoài ra, theo nhận định của chuyên gia khí tượng, từ tháng 4, dự báo không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm rét hại. Mưa nhỏ, mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ. Từ tháng 4 đến tháng 5, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C. Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ đã ghi nhận nắng nóng xảy ra sớm. Ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thiên Cầm cho biết, thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, nước biển đã gần như trở lại như bình thường. Dọc bờ biển còn một số ít gợn bọt màu vàng nhạt do sóng đánh dạt vào. Đến sáng ngày 26 tháng 3, nước biển đã trong xanh trở lại. Nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến nước biển chuyển màu đỏ, ông Tuệ nói, theo nhận định của ngư dân, đây là hiện tượng tảo nở hoa. Hiện tượng này hoàn toàn bình thường và thường xuất hiện ở khu vực biển này vào khoảng tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Nó đã xuất hiện nhiều lần rồi chứ không phải lần đầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thiên Cầm cũng khẳng định tình trạng nước biển xuất hiện vệt đỏ không ảnh hưởng tới việc ra khơi đánh bắt hải sản của ngư dân. Người dân vẫn ra khơi như bình thường, chỉ có khu vực ven bờ nơi xuất hiện vệt nước đỏ thì người dân không tắm được do tảo có mùi hôi tanh. Năm nay, mùa hè ở nước ta được dự báo là vẫn rất nắng nóng do ảnh hưởng rơi rớt kéo dài của El Nino, vốn cũng đã ảnh hưởng đến thời tiết nước ta vào nửa sau của năm 2023. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng riêng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.